Chào anh em nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đi phụ bản gọi là nhà máy hạt nhân. Anh em mình điều kiện để tham gia cái phụ bản này là anh em phải qua được cái phụ bản Highland Factory. Như anh em thấy trên video ấy, thì bọn mình sẽ kiếm một vị trí cao trên cái bong ke này để tránh bọn rôm gây đau cho bọn mình nha. Giờ ngồi búp đam rồi bắn thôi. Anh em lưu ý là cái map này có mấy cái ô tô nó phát tiếng động ấy. Thì anh em né qua đừng đi vào nó kêu là xuất hiện mấy con rôm bắn mất thời gian lắm. Đến được trong nhà đấy thì anh em cố gắng phân một người mở cửa và tất cả những người còn lại bắn theo người đó. Chứ đừng tự ý mở lung tung thì quái nó ra rất là đông. Thì trong cái map trong này thì nó nhiệm vụ của mình là tìm mấy cái hòm để tìm chìa khóa, mở mấy cái hòm để tìm chìa khóa đấy. Thì anh em cố gắng mở từng cửa một, cho mở xong thì vào kiếm kiếm chìa khóa thôi. Kiếm được thì nó sẽ hiện ra cái điểm giấu để anh em đến cái điểm đấy. Tìm chìa khóa rồi thì nó sẽ hướng anh em tới cái điểm vị trí để mở cái cầu giao điện. Mở xong thì nó sẽ có một đàn zombie nó xuất hiện. Anh em mình tập trung vào cái phòng này, thủ bắn hết rồi bắt đầu đi tiếp nha. Đến điểm này ấy, anh em chú ý có mấy con zombie nữ nó hét ấy. Thì anh em dùng sprite để bắn chết nó trước, hoặc là dùng súng ngắn bắn chết nó, bắn chết hai con đó xong mình mới cầm lựu để bắn bọn zombie nó xuất hiện. Chứ không không bắn được nó gọi ra liên tục thì bắn rất là tốn đạn và hư giáp. Đến điểm này anh em chú ý đừng có lao lên sớm quá nhá. Anh em mình mở cửa xong đầu chạy đến cái điểm cao cao này bắn xuống thì bọn rôm này rất là trâu, tránh nó ào ra mà ấy thì có khi nó giết cả bốn anh em mình luôn đấy. Mình chạy đến điểm này như mình đang nhảy lên trên này đấy. Rất là dễ, nếu mà mình đứng trên đây bắn thì không bị gây đam, bọn nó không gây đam cho mình được. Bắn xong thì mình lại sẽ xuống thôi. Đến con bot phụ giữa này thì anh em chú ý là chia ra nhé, mỗi người bố một góc để bắn con bot này. Con bot này nó có cái hai cái cục lửa đấy, thì anh em cố gắng là bắn kết nó trước khi nó được hai nó xuất hiện hai cục lửa. Nó mà xuất hiện hai cục lửa thì không giết được nó luôn. Nếu mà anh em mà lỡ bị hai cục lửa rồi thì tốt nhất là để nó hồi lại xuống không thì bắn tiếp, chứ còn nếu mà hai cục lửa thì coi gần như nó bất tử luôn. Thì em né ra thôi, vẫn để tránh cho hai cục lửa xuất hiện thì anh em cố gắng chạy và lé, bắn chạy lé bọn nó, và dồn đam nó thật nhanh. Đến cái điểm này anh em đi cùng nhau đến một cái điểm vị trí trên cái hai cái ống khói này để mở cùng lúc, chứ không là đứng chung với nhau mới mở được, chứ anh em nhảy thẳng xuống dưới là nó bắt mình chạy lên mở lại này.
Chỗ này thì em leo xuống chẳng may mình ngã xuống thì anh em có nhờ anh bọn đồng đội cứu thôi, nhưng mà đừng để chết hết nhé, chết hết là thôi quay lại. Nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình là kiếm cái chìa khóa để mở cái cửa. Bây giờ nó cho mình cái nước để gọi là rụ rôm ăn, thì lúc mà mình đến cái cơ hòm mà vị trí mình cần mở ấy, mà rôm đông quá thì mình đem cái nước này ra, rôm nó sẽ lao vào ăn, là mình sẽ mở cái hòm ấy không bị nó đánh. Rồi mở nó ra cái chìa khóa thì mình sẽ đến cái cửa để vào cái bước cuối. Anh em búp máu đầy đủ chuẩn bị vào con bốt nhá. Con bốt này rất là khó và trâu nhá. Thì nó cũng như con bốt kia thôi, nó có hai cái vạch lửa. Để anh em cố gắng kết nó thật nhanh trước khi nó xuất hiện hai cái vạch lửa đấy. Còn lỡ mà nó đã xuất hiện hai cái vạch lửa trước khi nó chết ấy, thì anh em cũng nên để cho nó hồi lại bằng không. Không có vạch lửa nào thì mới ai chết được nó, chứ còn anh em cố gắng thì không không giết nó đâu. Như trên video này anh em thấy cái đợt đầu anh em bắn thì mình bắn hơi lỗi nên con bốt nó bị lên hai vạch lửa, nên chốc mình bọn nhóm mình phải bắt buộc phải đợi nó hồi lại về không mới dám bắn tiếp. Chứ bắn nó thì bây giờ này coi như mất công mà không giết được nó. Đấy, như bọn mình bắt đầu là đứng ngoài đợi cho con bốt nó hạ gọi hạ hỏa đấy. Xuống không thì mình mới bắn tiếp. Là đây nó đang giảm số giây xuống từ 40 mấy%, 40 mấy giây này xuống không này. Anh em cố gắng mà đợi thôi, đừng vội vàng làm gì cả. Về không lửa ấy, thì nó sẽ đầy máu, nhưng mà anh em chấp nhận thôi, chấp nhận bắn lại từ đầu, nhưng mà mình sẽ phải rút kinh nghiệm để bắn thật là nhanh. Đấy, lần này anh em sẽ thấy bọn mình sẽ bắn thật là nhanh và biết cách để lé né đòn của nó, thì lửa nó sẽ lên chậm hơn.
chủ yếu cái kinh nghiệm của mình sau khi bắn những con bốt này là anh em phải né né đòn và bắn dồn đam nhanh. Né đòn thì nó sẽ không, nó đánh vào mình nó sẽ lên đửa rất là nhanh, đánh trúng mình ấy. Còn nó đánh trượt thì không lên được. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Có gì thấy hay thì like và chia sẻ nhé. Chào cả nhà nhé.